Đây là điểm pha trộn phân bón các chế phẩm hữu cơ IMO của nông hộ Thang Văn Tú, ngụ ấp Thuận Hòa, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Hộ ông Tú chính thức làm IMO tháng 8 năm 2021 sau thời gian ông Tú tìm hiểu, tham gia nhiều buổi hội thảo, tập huấn, các lớp học lý thuyết và thực hành về IMO tại huyện Vĩnh Cửu. Từ các công thức IMO cơ bản đến nâng cao, hiện nay ông Tú đã làm được các chế phẩm IMO chuối, IMO đậu nành, IMO đạm cá, IMO bồ hòn, phân yếu và phân cúc. Các chế phẩm và phân bón này ông Tú dùng trên vườn bưởi của gia đình và đánh giá được kết quả rất khả quan. IMO thì mình chỉ làm cái IMO O4 thôi, chỉ đặc biệt chỉ cái IMO O4, nhưng mà mình áp dụng cho như là chuối nè, bắp chuối, rồi bưởi, phân cúc, phân yến, rồi cá, đậu nành, mà đặc biệt nhất là bồ hòn. Các chế phẩm phân bón IMO ông Tú làm có các thành phần đạm, lân, kali cung cấp cho cây trồng, giúp cây trồng phát triển bền bỉ, xanh tốt, cho năng suất ổn định, hương vị tự nhiên. Anh Thang Văn Tú thì cũng là chứ thành viên của hợp tác xã, thì chứ anh là người chứ trong hợp tác xã là chứ ứng dụng cái mô hình IMO đầu tiên để chứ áp dụng cho vườn của anh và chứ một số vườn của xã biên. Thì hiện nay thì cái công nghệ ứng dụng IMO thì chứ trên áp dụng trên cây bưởi với cây sầu riêng của anh Thang Văn Tú thì chứ đã là chứ giúp cho anh là chứ có cái một cái vườn bưởi là chứ đạt là chứ có chất lượng cao. Xã Sông Thao, huyện Trảng Bom hiện có khoảng 300 hecta chuyên canh bưởi da xanh, canh tác bưởi hữu cơ. Theo hướng hữu cơ là một trong những vấn đề mà chính quyền địa phương này đặc biệt chú trọng, hỗ trợ nông dân thực hiện. Mô hình làm chế phẩm phân bón IMO ở hộ ông Thang Văn Tú hiện là mô hình làm nông nghiệp IMO đầu tiên của xã. Xã đang hỗ trợ mô hình phát triển để nhân rộng, hỗ trợ các nông hộ tham gia mô hình. Là cái mô hình này là mô hình đầu tiên nhất của địa phương mà đang được những người nông dân đang quan tâm để học hỏi cái kinh nghiệm từ cái hộ gia đình chúng ta đang ở đây để nhân rộng cái mô hình. Định hướng của địa phương cũng muốn cái mô hình này nhân rộng ra cho toàn thể bà con trên địa bàn xã cũng như các xã lân cận để học hỏi theo. Tại hộ ông Ý, hiện nay thì ông ứng dụng 100% hữu cơ trên vườn bưởi của gia đình. Sau hơn 2 năm ứng dụng hoàn toàn chế phẩm, phân bón IMO thay thế các loại phân bón hóa học, ông Tú so sánh được kết quả. Bây giờ trước tiên mình hiệu quả nhất là chỉ có bờ hò. Cái bờ hò là nó áp dụng cho bên nông nghiệp đó, là mình sử dụng được rất là nhiều. Thứ nhất là mình làm cái chất tẩy dừa, chẳng hình như là tẩy dừa rong rêu. Rồi trong khi rồi là kết hợp cho phân bón để nó giúp là bám dính cho cái phân bón của mình, đặc biệt là cái phân yến. Cái phân yến là trong khi mình không dùng để bón gốc, mình dùng để phun qua lá. Phun qua lá hiệu quả, tác dụng rất là hiệu quả. Cái cách làm á thì giờ mình chỉ cần là bỏ phân yến vô xô, vô phi, mình chỉ đổ IMO vô thôi. Hàng cái 3-4 ngày mình khuấy một lần. Đến khi nào cái phân yến mà nó chìm xuống là sử dụng được. Với phương pháp IMO, ông Tú tiết giảm được 90% chi phí đầu tư, năng suất thu hoạch bưởi ổn định từ 25 cho đến 35 tấn một hecta. Bưởi đảm bảo được chất lượng, vị ngọt tự nhiên, cải tạo khu vực đất trồng, bảo vệ môi trường. Vườn bưởi da xanh này là của nông hộ Thang Thị Năm, ấp Thuận Hòa, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Hộ bà Năm hiện có khoảng 5.000 mét vuông trồng bưởi. Vừa qua vườn bưởi bà Năm bị bệnh rệp vảy. Bà nhờ ông Thang Văn Tú hỗ trợ IMO bồ hòn xử lý rệp vảy. Sau 3 đợt phun xịt đã phòng trừ được bệnh rệp vảy, cây bưởi xanh tốt trở lại. Chị không biết bị cái vậy
mà cái tự nhiên cái lá nó vàng, nó cái cây nó giống như muốn chết như vậy rồi. Em Tú có làm thuốc bột hũ EMO, là em Tú đem lại là pha thuốc vô là cho chị xịt, vì này xịt 3 kỳ, mới có 3 kỳ thôi. Tính tuần này á, thì lại xịt cái cây, tại vì nó chết rồi, thấy nó đẹp lại rồi. Xịt cái cây cho nó bóng láng cái cây luôn, tại vì nó bán quá trời vô cái cây rồi, nó bị màu tím, cái đen thùi lùi luôn, không có được đẹp cây rồi. Bây giờ tính tuần này chủ nhật là xịt lại. Xịt 3 lần thì nó xịt 3 lần thôi, mới có xịt có 3 kỳ à. Mới xịt có 3 kỳ thôi. Đầy đẹp, bây giờ được cái bưởi được đẹp, xanh đẹp lại, chị mừng quá. Rệp vẫy hay rầy vẫy là một loại côn trùng sống bám chặt lên thân và lá của các loại cây có nhựa. Chúng sinh trưởng chủ yếu nhờ vào việc hút nhựa cây. Rệp vẫy có hai nhóm, nhóm rệp vẫy trắng và nhóm rệp vẫy nâu. Khi rệp vẫy xuất hiện sẽ thấy những đốm vẫy trắng hoặc nâu bám chặt vào thân cây. Rệp vẫy có khả năng lan nhanh trên thân cây trồng. Chúng hút chất dinh dưỡng của cây làm cho cây mất đi sức sống và suy kiệt. Nếu không phòng trừ kịp thời, rệp vẫy sẽ gây ra tình trạng cây trồng dần mất khả năng quang hợp, lá chuyển sang màu vàng rồi rụng dần, khô cành, rồi chết cây. Con rệp vẫy khi bám vô rồi á, nó làm cho nó tiết ra cái chất mật, từ chất mật nó nảy sinh ra cái nấm bệnh. Thì lần thứ ba là mình chỉ cần xịt nấm bệnh là để cho nó sạch cây. Vậy mình xịt bao nhiêu lần thì nó hết? Hai lần là hết. Đối với việc cái con rệp vẫy này, một năm là tối thiểu mình phải hai lần. Mình giữa vườn. Đợt hai lần là nó không trở lại. Mình giữa vườn. Coi như là vườn nào, hầu như vườn nào cũng có, chứ cũng không riêng của vườn nào. Mình đừng có để cho cái mật độ của cái con rầy vẫy này nó phát ra. Công thức EMO bò hòn của hộ ông Thân Văn Tú hiện dùng để xử lý hiệu quả các loại sâu rầy trên cây bưởi, trong đó có bệnh rệp vẫy hay còn gọi là rầy vẫy, một loại bệnh xuất hiện vào mùa mưa hàng năm trên cây bưởi và một số cây trồng. EMO bò hòn pha trộn với dầu ăn thực vật làm chất bám dính và phòng ngừa được một số côn trùng như bọ chỉ, nhện đỏ. Thì hiện tại trên địa bàn huyện á, cũng có rất là ít hộ dân để sử dụng là EMO và tận dụng phế phụ phẩm để làm phân bón cho cây trồng. Nhưng mà 2-3 năm gần đây á, thì được sự quan tâm của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom đã triển khai các kế hoạch và triển khai các lớp tập huấn đến với bà con. Và như điển hình là hộ của anh Thân Văn Tú, thành viên của Hợp tác Xã Xanh, đã thành công trong cái tận dụng phế phụ phẩm của mình và áp dụng trên cây trồng. Ứng dụng EMO, ông Tú và một số nông hộ trồng bưởi ở xã Sông Thao, huyện Trảng Bom tăng chất lượng cây trồng, phòng trừ sâu bệnh hại, tăng hiệu quả kinh tế. Chi phí đầu tư thấp, giá sản phẩm sau thu hoạch cao, người nông dân làm EMO sẽ có nguồn lợi nhuận cao. Ngược lại, giá cả không ổn định hoặc giảm sâu, người nông dân làm EMO sẽ thu nguồn lợi nhuận ít hơn chứ không thua lỗ. Cách làm này giúp nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp ổn định, hạn chế rủi ro, ít bị ảnh hưởng từ thị trường, giá cả không ổn định như hiện nay.